xin hướng dẫn các bạn một cái câu chạy của cái âm dài thứ ha. Và một cái mẫu đó các bạn áp dụng trên cả 6 dây này, tương ứng với từng cái hợp âm thứ của từng dây khác nhau, nó rất là dễ nhớ và cũng tạo ra một cái câu có giai điệu cho các bạn. Cái này thì áp dụng guitar thùng, guitar điện gì cũng được cả ha. Thì mình sẽ nói cho các bạn cái quy tắc rất là dễ nhớ. Khi các bạn tập được trên một dây rồi thì các bạn áp dụng trên 6 dây y chang nhau, và hợp âm nó cũng tương ứng với nhau luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mẫu đầu tiên ha. Thì cái mẫu đầu tiên mình đánh trên dây số 1 là dây mi ha. Từ ngang 12 mình sẽ đánh đổ ngược về. Thì cái câu nó theo thứ tự cái chùm liên 4 ha, tức là nhịp 4 bốn nó chúng ta sao. Một lần các bạn chỉ đánh dùng hai ngón đánh thôi. Có táp hiển thị kèm theo. Các bạn xem nhé. Đánh lại. Thì kết thúc nó là cái dây buông luôn, tức là dây mi. Vậy thì với cái câu này kết thúc ngay nốt nào thì nó thuộc hợp âm thứ đó. Chúng ta kết thúc ngay mi thì nó là hợp âm mi thứ. À, chậm lại nghe các bạn. Lần này mình nhịp chân nha, nhớ liên 4. À, vậy thì cái câu này với cái cấu trúc tay như vậy các bạn đi xuống. Các bạn áp dụng trên tất cả các dây trên này y chang thế tài như vậy, nó chỉ đổi hợp âm thôi. Bây giờ chúng ta áp dụng thử vô dây số 2 là dây gì các bạn, là dây C. À, vậy thì mình đánh kết dây C, vậy là C thứ. À, C thứ ha. Thì chúng ta bắt đầu y chang như vậy luôn. Thế tay các bạn bấm thì các ngang nó y chang ở của cái dây một rồi. Nhịp chân nha các bạn. Xì thử lại ha. À, thì cái câu này các bạn chủ yếu các bạn đổi có hai ngón thôi. À, chúng ta tập chậm để chúng ta thấy là các ngón nào nó phù hợp với bạn, thường là chỉ ba ngón này thôi ha. Đánh lời nha bạn, chậm nha. Ngay chỗ này các bạn có thấy mình nhảy ngón. Các bạn phải nhảy cái ngón số 1 xuống liền, ngay ngang số 8 để nhanh ha. Đó, nếu có khó khăn là chỉ có khó khăn là cái ngón các bạn phải nhảy. Ngón trỏ của bạn ha. Tương tự, vậy bây giờ mình đánh trên các dây khác cũng tương tự thôi, bây giờ mình đánh thử. À, dây số 5 dây la nha. Là la thứ. À, rất là dễ dàng. Thì với cái canh thức này các bạn áp dụng tương tự cho cái dây số 4 là gì? Rê rê. Vậy là thuộc gì? Rê thứ ha. À, thì hy vọng cái câu mẫu này cũng là một cái để cho các bạn có thể chạy. Khi mà các bạn đánh solo muốn về một cái hợp âm nào đó, các bạn có thể đánh cái câu từ trên cao các bạn đánh xuống là được cả thôi ha. Hy vọng một cái mẫu nhỏ nhỏ này cũng giúp ích cho bạn trong việc luyện tập, có thêm một cái chất liệu. Cái này áp dụng guitar thùng, guitar điện đều được cả nhé. Nếu các bạn nào thấy cái phần này mình chưa đánh được và hơi khó thì trình độ của bạn đang ở cái mức khởi đầu hơn, bạn hãy xem cái playlist là cơ bản guitar điện mình đang làm ha. Rất là cơ bản, từ đầu các bạn tập theo cái đó thì các bạn sau này các bạn mới có thể đánh được cái bài này. Nếu như bài này nó khó so với các bạn, hãy xem cái bài 1, bài 2 về cách cầm phím, luyện ngón để làm quen với guitar điện trước ha. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại trong những clip tiếp theo. Hãy subscribe, like, comment bất kỳ câu hỏi nào các bạn gửi, mình cũng sẽ cố gắng trả lời. À, và nếu bạn có nhu cầu mua đàn guitar các loại, amplifier đầy đủ thì Amigos Guitar Shop sẽ cung cấp cho bạn với cái giá rất là tốt ha. Bạn có thể xem cây đàn này ha. Duda, thương hiệu của Hà Lan. À.
giá của nó hiện đang khuyến mãi, nó chỉ còn có 4 triệu 500 ngàn mà thôi. Rồi tặng kèm theo bao da nè, rồi dây strap, dây đeo, dây dắt để ghim ha, rồi phím đánh nữa. Rất là đẹp ha, chất lượng rất là tốt. Đây rồi, bye bye và hẹn gặp lại những clip tiếp theo nhé.